Loạt diễn viên hàng đổi đời nhờ vai phụ, cỡ Kim Se-woo, Han So-hee thì ai mà không mê cho được. Muốn nổi tiếng khi là một diễn viên cần nhiều yếu tố, năng khiếu về bề ngoài, sự hậu thuẫn của một ekip tốt và cả sự may mắn. Làng phim xứ Hàn mỗi năm đều có thêm vô số diễn viên mới, nhưng để được biết đến thì không nhiều. Có những người tài năng ưa nhìn, nhưng đóng phim cả một đời vẫn chẳng được biết đến. Có những người lại may mắn hơn, trở nên được yêu thích nhờ một vai phụ sau bao nhiêu năm đóng chính, nhưng không mới nổi bật. Dưới đây là một số diễn viên tìm được chỗ đứng xứng tầm cho mình nhờ một vai phụ. Họ hiện hoặc đã có cho mình những vai chính riêng hoặc sở hữu lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo. Lee Do-hyun, tài năng nhất nhì lứa tân binh hiện nay, lại sở hữu vẻ ngoài đậm chất điện ảnh. Lee Do-hyun đổi đời như một vai phụ khá ít đất diễn ở Hotel Del Luna của IU. Sau diễn viên này, Lee Do-hyun nhận được những kịch bản lớn, đa phần toàn đóng chính. Chập chững, bước trên con đường diễn xuất vào năm 2017, Lee Do-hyun đa phần chỉ được đảm nhận vai phụ. Nam diễn viên lần đầu diễn xuất trên màn ảnh với phiên bản thiếu niên của Jung Ki-hung-hu trong phim Prison Playbook, Đời sống ngục tù. Sau đó, anh chàng tiếp tục góp mặt trong 30 Post 17, Vẫn mãi tuổi 17 và Clean with Passion For Now, Cô tiên dọn dẹp với những vai trò nhỏ. Phải đến khi tham gia Hotel Del Luna, Khách sạn Ánh Trăng, Lee Do-hyun mới thật sự gây được tiếng vang nhờ vẻ ngoài điển trai của mình trong phim nam diễn viên hóa thân thành người tình kiếp trước của IU với hình tượng nhân vật thú vị, lại cùng lối diễn xuất linh hoạt, lượng fan hâm mộ của Lee Do-hyun tăng lên nhanh chóng. Nhờ bức đệm của Hotel Del Luna, Lee Do-hyun nhanh chóng nhận được nhiều cơ hội diễn xuất năm 2020, đánh dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh chàng khi lần đầu tiên xuất hiện. Lee Do-hyun được đảm nhận vai chính trong màn ảnh nhỏ với bộ phim 18 Again, trở lại tuổi 18, trong phim nam diễn viên hóa thân thành ông bố 18 tuổi. Go Gu-young, một người đàn ông 37 tuổi, đội lốt học sinh cấp 3 do một tai nạn là kỳ. Bên cạnh đó, anh cũng có trong tay dự án Street Home của Netflix sản xuất. Ngoại hình sán lạn, nhân cách tuyệt vời. Lee Do-hyun sở hữu vẻ bề ngoài ấm áp với sự pha trộn giữa Park Go-gum và Jong Hae-in. Một đôi mắt mụn mí sắc nét và nụ cười rạng rỡ là hai đặc điểm nổi trội khiến khán giả nhớ đến nam diễn viên. Lee Do-hyun cũng sở hữu một thân hình săn chắc, cân đối đúng chuẩn người mẫu với chiều cao 1m82 và cân nặng 67kg. Nhờ vậy nên dù xuất hiện bình thường, anh chàng cũng có thể cân tất. Không những vậy, nhân cách của nam diễn viên cũng rất tuyệt vời. Lee Do-hyun từng khiến các fan hâm mộ nể phục khi trả lời phỏng vấn Esquire rằng: "Bố mẹ tôi đã phải làm việc rất vất vả và em trai tôi thì bị tàn tật. Mẹ tôi phải làm thêm việc giao báo và tôi tự hỏi sao bà phải làm việc không nghỉ ngơi nhiều như vậy. Bà cho biết gia đình tôi đang mắc nợ và tôi muốn trả hết số nợ nó trong năm nay." Chính bởi điều này mà Do-hyun luôn làm việc, nỗ lực không ngừng nghỉ, nhận cả những vai phụ không tên tuổi cũng vì mong muốn bản thân chăm chỉ hơn để có thể giúp bố mẹ nhanh chóng được nghỉ ngơi. Nổi lên nhờ ngoại hình nhưng diễn xuất của Lee Do-hyun cũng vô cùng ấn tượng. Mới đây, phân đoạn Lee Do-hyun diễn xuất trong 18 Again khi nhân vật phát hiện con gái lớn lén lút hút thuốc đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Dù sắm trên mình một vai diễn phức tạp khi phải vừa thể hiện những nét chững chạc, vừa giả bộ hồn nhiên ngây thơ, nhưng Lee Do-hyun vẫn thể hiện rất tự nhiên. Không những thế, Lee Do-hyun cũng từng được đề cử cho hạng mục nhân vật của năm trong lễ trao giải thuộc SBS và thắng giải nam diễn viên xuất sắc nhất ở lĩnh vực phim ngắn trong lễ trao giải của đài KBS. Như vậy cũng đủ khẳng định được tài năng của Lee Do-hyun rồi. Kim Seon-woo, dù chỉ hoạt động diễn xuất trong 4 năm gần đây, nhưng Kim Seon-woo đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, không chỉ bởi vẻ ngoài duyên dáng mà còn khả năng diễn xuất được đánh giá cao. Đầu tiên, bộ phim Xếp Kim Đại Tài. Sau nhiều năm có hoạt động trên sân khấu nhà kịch, Kim Seon-woo cuối cùng cũng có cơ hội thử sức với màn ảnh nhỏ qua bộ phim đầu tay Xếp Kim Đại Tài. Trong phim Anh Vào Vai, Sun Sang-tae, một nhân viên văn phòng với vẻ ngoài hơi có vẻ ngông nghếch, dù chỉ là một vai phụ, nhân vật Sun Sang-tae vẫn được khán giả nhớ đến bởi hình dáng đáng yêu cùng với tính cách có phần hậu đậu nhưng lại vô cùng hài hước. Có thể nói Xếp Kim Đại Tài đã giúp Kim Seon có sự khởi đầu khá suôn sẻ trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Bộ phim Lang Quân 100 ngày. Có một điều khá buồn là những bộ phim trước đó của Kim Seon-woo đa số đều không được tạo ra tiếng vang lớn. Vì vậy, được đánh giá cao về diễn xuất nhưng tên tuổi của Kim Seon-woo vẫn chưa thể tạo dấu ấn. Cho đến khi tham gia Lang Quân 100 ngày, may mắn đã mỉm cười với nam diễn viên, bộ phim đã đạt được thành công vượt bậc khi đạt tỷ suất người xem cao thứ 8 trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc. Kim Seon-woo vào vai giả học Jung Tae-yoon, tình địch của thế tử Lee Yoon trong hành trình chinh phục trái tim của Hong Sim, Nam Ji-hyun. Vốn dĩ vẻ ngoài điển trai phong độ của một thư sinh nho nhã, Jung Jae-yoon còn có khả năng ăn nói khiến biết bao thiếu nữ rung động. Không có được trái tim của nữ chính, nhưng nam chính trong vai Lang Quân 100 ngày đã giúp Kim Seon-woo chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả. Năm 2020,
Năm 2019 là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Kim Sun Ho, khi anh lần lượt nhận vai chính của hai bộ phim truyền hình, đầu tiên phải kể đến Nhà Trọ, Waikiki High, Welcome to Waikiki High, bộ phim hài sitcom kể về những tháng ngày vật vã với đam mê của những người hạng trẻ, hạng bét trong xã hội. Trong đó, Kim Sun Ho vào vai Cha Woong Sik, một người có từng ước mơ trở thành ca sĩ, thần tượng nhưng lại chỉ có thể biểu diễn những công cụ bà trong khu phố. Cuối cùng, anh đành chấp nhận việc trở thành thầy giáo dạy nhạc cho các học viên. Để duy trì đam mê, Cha Woong Sik đã cùng với người bạn thân của mình là Lee Jun Ki, Lee Ji Kyung, góp vốn xây dựng nhà trọ Waikiki kinh doanh. Nhà trọ Waikiki 2 vốn là một bộ phim hài được xây dựng với những tình tiết vô cùng lầy lội. Vì vậy nên dàn diễn viên của phim, trong đó có cả Kim Se-woo, đã bất chấp hình tượng của mình để mang đến tiếng cười thoải mái nhất cho khán giả. Tiếp theo là Cảnh sát bắt ma, Cast the Ghost, năm 2019. Sau khi Nhà trọ Waikiki 2, Kim Sun Ho tiếp tục đảm nhận vai chính cùng Moon Gyeon Jong trong Cảnh sát bắt ma. Đây là một bộ phim hành động kể về một câu chuyện của một đôi cảnh sát canh gác tàu điện ngầm, cố gắng truy lùng những tên tội phạm, trong đó một vụ án vô cùng phức tạp, hung thủ thoát ẩn thoát hiện, giết người hàng loạt khiến mọi người vô cùng lo lắng. Thậm chí mọi người còn gọi tên hung thủ là ma tàu điện vì sự xuất hiện bí ẩn này. Trong quá trình, hai cảnh sát Go Ji-sik và Kim Sun Ho, Mon Gu Yeong đã kết hợp ăn ý với nhau để trở thành cặp đôi bài trùng, cùng nhau xử lý rất nhiều vụ án lớn nhỏ. Go Ji-sik, từ một chàng trai cảnh sát luôn thực hiện theo nguyên tắc, sau đó đã học theo ở Ruryung mà trở thành một người sẵn sàng lăn xả và phá được nhiều vụ án nghiêm trọng. Bộ phim gây tiếng vang lớn với vai phụ khởi nghiệp Startup năm 2020. Nếu những bộ phim trước đó của Kim Sun Ho chứng minh năng lực diễn xuất thì với Startup, tên tuổi của Kim Jong-ho mới thực sự trở nên bùng nổ. Startup lấy bối cảnh giả tưởng tại Sandbox, nơi tạo điều kiện cho những người trẻ có đam mê khởi nghiệp có thể thực hiện và theo đuổi ước mơ của mình. Kim Sun Ho vào vai Han Ji Pyeong, một người thành công trên hành trình khởi nghiệp và trở thành nhà đầu tư trong mơ của các bạn trẻ. Anh cũng là người có mối nhân duyên với nữ chính Seo Dami và luôn âm thầm ra sức giúp đỡ cô trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bên cạnh đó, câu chuyện giữa bà Won Deok và bé ngoan Han Ji Pyeong cũng lấy được nhiều nước mắt của khán giả. Với nhiều khán giả, Kim Seo Ho vẫn là một trong những gương mặt mới có ai ngờ tới. Trước khi nổi tiếng nhờ vai phụ Startup, anh chàng đã chật vật trong nghề ngót nghét 10 năm, không ít lần đóng chính nhưng cũng không nổi tiếng. Sau vai phụ đổi đời, giờ đây khán giả đã thấy Kim Seo Ho với vai chính trong phim Home to Cha Cha Cha, bộ phim hot nhất nhì màn ảnh Hàn lúc này. Biến cố lớn trong cuộc đời đưa Kim Sun Ho đến với nghiệp diễn. Với vẻ ngoài trẻ trung, nụ cười ấm áp cùng với tính cách thân thiện, ít ai nghĩ rằng nam thần má lúm Kim Sun Ho đã bước sang tuổi 35. Trước khi nam diễn viên, Kim Sun Ho chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm công việc tiếp xúc với nhiều người, vì ngày bé anh đã chứng kiến cảnh mẹ mình bị tấn công bởi một tên trộm. Cảnh tượng kinh hoàng đó đã ám ảnh tâm lý đến mức chỉ cần có ai đứng đằng sau thôi là Kim Sun Ho đều cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Kim Sun Ho đã quyết định tham gia lớp học diễn xuất để cân bằng lại cảm xúc. Anh cho rằng điều này sẽ giúp mình vượt qua những khó khăn tâm lý. Năm 2019, sau khi tốt nghiệp khóa học, nam diễn viên bắt đầu tham gia nhạc kịch và gắn bó 8 năm với lĩnh vực này trước khi bén duyên với màn ảnh nhỏ. Han So-hye, trước thế giới hôn nhân, Han So-hye từng thử sức không ít bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau, tuy nhiên chỉ chú ý bởi vẻ ngoài na ná giống Song Hye-kyo. Chính vai phụ trong Bom tấn 19 cộng này đã khiến tên tuổi của cô nàng bước thành sao, thậm chí còn có vẻ đang trở thành một con cưng của ông lớn Netflix. Trong thế giới hôn nhân, xoay quanh cuộc hôn nhân đang rơi vào bế tắc giữa nữ bác sĩ Ji Sun-gu và Lee Tae-o, người có ước mơ trở thành đạo diễn nổi tiếng trong mắt mọi người. Lee Tae-o luôn là người đàn ông mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ con. Thế nhưng thực tế, anh lại ngoại tình với Yeo Da-kyung, Han So-hye, một cô gái trẻ và cũng là con gái độc nhất của một gia đình giàu có. Đáng nói, Tae-o là một người đàn ông rất tham lam, khi vừa không muốn mất đi gia đình, vừa không muốn buông tay tình nhân. Han Se-ho đang là cái tên gây sốt ở thời điểm hiện tại, khi góp mặt trong dự án truyền hình mới của đài GTBC có tên Nevertheless. Mặc dù bộ phim chưa gây được tiếng vang ở thị trường quê nhà, tuy nhiên Nevertheless vẫn chiếm sóng ở Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á bởi màn diễn rất chân thật của cô nàng với anh chàng bạn diễn nam Song Kang. Nevertheless, dẫu biết, trong Nevertheless, Han So-hye vào vai Nabi, một người không tin tưởng vào tình yêu nhưng lại muốn hẹn hò, trong khi anh chàng Park Jae-eun, Song Kang lại thích đi tán tỉnh nhưng không hứng thú xây dựng mối quan hệ nghiêm túc. Bất chấp quan điểm khác nhau về tình yêu và lẽ sống, cặp đôi vẫn quấn quýt lấy nhau như thỏi nam châm khắc dấu. Lang Quân 100 ngày là bộ phim truyền hình Cáp Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất thứ 10 trong lịch sử đài.
TVN. Ngoài ra đây cũng là bộ phim giúp đưa tên tuổi của Han So-hee ngày càng tỏa sáng. Trong phim, Han So-hee vào vai Thái tử Phi Kim Song-hye, con gái của tướng quân Kim Cho-on độc ác và phải sống trong cuộc hôn nhân ghẻ lạnh với Thái tử Lee Yoon, có tình cảm với một sát thủ thân cận của cha mình, nhưng mối tình này đã luôn bị ngăn cấm. Điều đó đã khiến cô quyết tâm vùng lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lấy đau khổ, đảm nhận vai nữ chính trong Lang Quân 100 ngày. Han So-hee đã cho khán giả thấy khả năng diễn xuất vô cùng xuất sắc. Cô đã thể hiện tốt nhân vật Thái tử Phi, khiến người ta đáng thương nhiều hơn là đáng trách, đặc biệt diễn xuất của cô giúp khán giả cảm nhận rõ hơn những nỗi đau mà nhân vật Kim So-hye đang phải gánh chịu. Tỷ phú Park Eun-sik. Bộ phim truyền hình đình đám với những cú squid bất ngờ của Penthouse đã đưa tên tuổi của nhiều diễn viên nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Trong số đó phải kể đến vai phụ của Park Eun-sik vào vai tỷ phú Long-eun Lee, kiêm thầy giáo giang hồ Gu Hong Dong. Với khả năng diễn xuất tài tình, Park Eun-sik đã cho thấy khả năng biến hóa từ nhân vật thầy giáo thể hiện thô kệch, nói giọng địa phương đến tỷ phú vẻ ngoài điển trai bên trong nhiều tiền, được lòng các chị em phụ nữ. Vai phụ này đã mang đến cho nam diễn viên sự quan tâm bất ngờ. Tất cả các thông tin đời tư về anh được công chúng săn lùng. Park Eun-sik sinh năm 1984 tại Hàn Quốc, di cư tới Mỹ khi 7 tuổi và định cư ở Mỹ trong suốt 15 năm. Chính vì vậy, chẳng có gì bất ngờ khi nam diễn viên có thể bắn tiếng Anh cực chất trong Penthouse. Năm 22 tuổi, nghe theo lời khuyên của mẹ, Park Eun-sik quay lại Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ trở thành diễn viên. Tuy vậy, anh gặp phải không ít khó khăn. Chẳng biết chữ Hàn nào, nam diễn viên cũng từng theo học tại Đại học Nghệ thuật Seoul, chuyên ngành phát thanh và giải trí. Thay vì tham gia các khóa luận ngôn ngữ tại trung tâm như bao người, Park Eun-sik lại có cách học tiếng Hàn cực độc đáo. Anh tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự dù mang quốc tịch Mỹ trong vòng 2 năm ăn ngủ cùng với các đồng đội. Tiếng Hàn của nam diễn viên đã tiến bộ rất nhiều. Anh còn học thêm về xã hội, văn hóa và truyền thông của xứ Kimchi. Trước khi trở nên nổi tiếng với Penthouse, Park Eun-sik cũng là cái tên khá mờ nhạt đối với cộng đồng yêu phim Hàn. Ít ai biết rằng anh chàng đã góp mặt trong rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, cũng như các vai diễn cực kỳ đa dạng và được đánh giá cao. Đại gia từ trong phim ra ngoài đời thực, nam tính, còn siêu ngầu, khiến chị em mê tít. Trong Penthouse, Park Eun-sik đã khóa thân thành hai nhân vật với ngoại hình và tính cách hoàn toàn đối lập. Một bên là thầy giáo thể dục quê mùa, thích lo chuyện bao đồng Gu Hong Dong. Với bên kia là đại gia Hàn kiểu bảnh bao giàu có, Long-eun Lee. Nhìn màn hóa xấu, siêu đỉnh này ai cũng cảm thán, cực kỳ thán phục. Sự hết mình vì nghề của nam diễn viên. Trong thực tế, Park Eun-sik không chỉ là công dân Mỹ mà còn xuất thân từ gia đình giàu có. Dù đời tư khá kín tiếng, cũng chưa từng lên tiếng về điều kiện của bản thân, fan hâm mộ vẫn có thể dự đoán ra điều đó qua loạt ảnh đời tư cực chất của nam diễn viên, sở hữu chiều cao 1m8 ấn tượng, gu thời trang sang chảnh, đam mê tốc độ và thể thao. Tất cả bằng chứng đều cho thấy Park Eun-sik là một thiếu gia thứ thiện. Sở hữu cả về điều kiện, ngoại hình lẫn tài năng, Park Eun-sik được hy vọng sẽ càng ngày tiến xa hơn, trở thành một diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc.